Ngọc Ánh Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị hai căn nhà giá rẻ, giá rất là rẻ luôn mọi người ạ. Thiết kế 4 phòng ngủ, đường ngõ 2m, cách với đường ô tô đi lại 30m. Và với hai cái căn nhà này thì hai cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, giá bán 2 tỷ đồng mọi người ạ. Giá 2 tỷ bao toàn bộ phí thuế. Một căn nhà 4 tầng thiết kế 4 phòng ngủ ra sao? Vị trí của nó thuộc Hà Đông, Hà Nội, cụ thể thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi làm ở Hà Đông này, Chương Mỹ này, hoặc đi theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi theo đường Đại lộ Thăng Long. Nói chung từ vị trí ngôi nhà này đi ra các ngã tương đối là hợp lý. Với một căn nhà giá rẻ, thiết kế hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước từng căn ra sao? Hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích 33m², thiết kế cho quý vị là 4 tầng, thiết kế tương đối là hợp lý, mặt tiền ngôi nhà 3m2. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà ở đây. Căn nhà này lô góc thì hướng của nó là hướng Đông Nam quý vị nhé. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là một lớp cửa kính nữa nhé. Và đây, mời quý vị theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách này, một phòng bếp này, rất là hợp lý. Hiện tại phần phòng khách của ngôi nhà thì đây, chủ nhà có lắp đặt cho mình một bộ sofa rất là đẹp, rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá granite. Với căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi, quý vị chỉ việc dọn hành lý về và ở được thôi. Căn nhà này hỗ trợ quý vị tối đa vay ngân hàng lên khoảng tầm 1,2 tỷ cho tới 1,3 tỷ tiền ngân hàng mọi người nhé. Phần còn lại quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nha, rất là hợp lý. Tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay xin nhấn mạnh lại với quý vị, sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh, giấy tờ pháp lý luôn luôn chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới có thể hỗ trợ cho quý vị vay được tối đa như vậy. Đến từ những cái ngân hàng lãi suất ưu đãi nhất, uy tín nhất như BIDV này, rồi là bên MB Bank này, rất là hợp lý quý vị nhé. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với cái không gian phòng bếp đây. Nói chung thiết kế của căn nhà này rất ổn áp, rất hợp lý, công năng sử dụng rất là ok. Tủ bếp thiết kế hai tông màu trắng và màu nâu. Hai cái tông màu này thì rất là tinh tế cũng như là phù hợp với mọi độ tuổi. Mặt bếp thì ốp đá đen granite. Này, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Hệ thống trần thạch cao tất cả các phòng. Đây, phòng khách, phòng bếp đều đã được lắp đặt xong xuôi, tinh tươm cho quý vị. Căn nhà này thì quý vị ơi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Quý vị nào mà cần ở luôn thì cứ liên hệ ngay với Ngọc Ánh để có thể sở hữu những cái ngôi nhà như thế này, giá rẻ nhất Hà Đông luôn đấy mọi người ạ. Đây là phần tầng 1, ngoài ra phòng khách, phòng bếp thiết kế thêm cho quý vị phòng vệ sinh nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tuy nhiên công năng sử dụng thì quá là ok. Hệ thống tay vịn, cổ trụ, cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, mặt bậc của bậc cầu thang ở đây thì ốp đá hoa cà quý vị nhé. Đó, và với cái căn nhà này thì hướng Đông Nam, mùa đông rất là ấm và mùa hè thì rất là mát. Rất nhiều quý khách hàng cũng có hỏi anh rằng đợt này có cái căn nhà nào Đông Nam giá rẻ không, thì cái căn nhà này Ngọc Ánh quay và review ngay cho quý vị. Anh chị nào mà đang cần hướng Đông Nam thì đừng quên gọi cho Ngọc Ánh nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Lên trên với tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà này thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ đầu tiên quý vị nhé. Cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung ấy, với cái tầm tiền này nó không quá gần trung tâm. Ngọc Ánh xin chia sẻ và nhấn mạnh lại cho quý vị, nó không quá gần trung tâm, tuy nhiên nó đáp ứng được những cái vị trí đi làm cho quý vị. Nhưng Ngọc Ánh đã nhắc ở ngay phần đầu video rồi, Hà Đông này, hoặc quý vị đi làm ở một số cái địa phận của Hoài Đức này đó. Từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới ngã Tư Sở ấy mọi người ạ. Ngã Tư Sở thì nó rơi khoảng tầm 12 km. Cho nên mọi người cứ cân đong đo đếm hoặc là liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn cái quãng đường đi cho quý vị, làm sao phù hợp nhất với quý vị về cái cung đường đi lại này, con cái đi học này, và quý vị cân đối được cái tầm tài chính sao cho nó phù hợp với lại gia đình mình nhá. Bởi vì quỹ căn của bên Nhà Tốt còn rất là nhiều cho quý vị lựa chọn. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, thiết kế hai lớp, vừa đảm bảo tính an toàn, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị rồi.
Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Đó. Nói chung với từng căn nhà, Ngọc Ánh quay review cho quý vị rất là cụ thể đường, hướng, giá, vị trí và quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Cho nên quý vị có thể theo dõi cũng như là xem hết video từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị biết rằng cái căn nhà này vị trí ở đâu, đường ngõ ra sao, thiết kế như thế nào nhá. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 cho quý vị. Đây, đầy đủ hết quạt hút mùi này, đầu chờ bình nóng lạnh, bồn cầu, sen tắm, lavabo đáp ứng công năng sử dụng. Cửa phòng vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi. Đây phần cửa sổ hướng ở phần hành lang đây mọi người ơi, rất là thoáng luôn. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2, cho nên Ngọc Ánh có chia sẻ ngay từ ban đầu với căn nhà 4 tầng thiết kế 4 phòng ngủ riêng cho quý vị. Nếu như quý vị nào cần một ngôi nhà thiết kế nhiều phòng ngủ, 4 phòng ngủ thì căn nhà này đáp ứng đúng tiêu chí cho quý vị. Còn bên Ngọc Ánh vẫn có một số cái căn nhà thiết kế 1 tầng 1 phòng. Nếu như quý khách hàng nào thích 1 tầng 1 phòng giá rẻ thì hiện tại có một số quỹ căn giá ở Hà Đông ấy mọi người ạ. Giá từ 1 tỷ 790 triệu đồng một căn thôi. Cả nhà và đất 4 tầng đồng thời có hỗ trợ vay vốn ngân hàng quý vị nhé. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 giống hệt tương tự như tầng 2. Nói chung với cái thiết kế cái ngôi nhà này 4 tầng 4 phòng ngủ tương đối là hợp lý với hộ gia đình nào muốn ở và sử dụng nhiều phòng ngủ thì cái căn nhà này đáp ứng đúng tiêu chí như vậy cho quý vị. Đó. Lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ rồi. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế còn lại ra sao? Thì mọi người theo em lên phía tầng 4 của ngôi nhà để khám phá nốt tầng cuối cùng nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một cái phần để máy giặt riêng. Đây. Máy giặt và cái khu vực này thì được lát gạch riêng. Đồng thời thiết kế cho mình một cái không gian phòng thờ ở phía tầng 4. Phòng thờ riêng được lát gạch riêng, cửa sổ thiết kế đầy đủ vẫn cứ là hai lớp cho quý vị. Còn tất nhiên phần còn lại đó là phần sân phơi. Thì đây là phần sân phơi của ngôi nhà quý vị nhá. Giá rẻ như thế này sổ đỏ liệu có yên tâm không mọi người ơi? Mọi người cứ kết bạn Zalo Ngọc Ánh gửi trước sổ đỏ cho quý vị để quý vị có thể check ở trên Sở Tài Nguyên xem căn nhà này có nằm trong diện quy hoạch hay không, nó có vấn đề gì đó hay không để cho quý vị hoàn toàn yên tâm nhá. Đó. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để em có thể tư vấn giúp cho khách hàng chọn lựa được những cái căn nhà ưng ý nhất, ưng cả về cái vị trí cũng như ưng cả về giá thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.